Xin chào cả nhà, xin chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy Phạm Ly Cuộc Sống Và Pháp. Cả nhà ơi, hôm nay mình tranh thủ lên đây mình karaoke Zalo cùng anh Minh Trí nha cả nhà. Mình hát bài vọng cổ Chợ Mới cùng anh Minh Trí ha. Cả nhà ơi, ủng hộ Thúy nha cả nhà. Hát hay nghe, hát dở đừng cười Thúy nha cả nhà. Mình Tâm Hồng nghệ sĩ ha. Giờ mời cả nhà nghe cùng Thúy và anh Minh Trí hát bài Chợ Mới nha cả nhà. Cái chợ mới hồi nào và bao nhiêu tuổi mãi cũng bảo rằng chợ mới quê hương trong anh hẹn đứa đôi mang áo với cho anh nhìn mà người tình anh mong người ơi sao nước trôi rồi dòng sông đứng lờ duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đừng dời chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng cha thì gần đầu mẹ lại quay ngang rồi bảo thằng Tâm cái tính cọc cằn sợ sau này con học bị nó ăn hiếp nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trời là cái bữa nhà anh qua nhà em dạm hồi thấy mẹ lắc đầu em còn thôi giặt áo ở bờ sông sao anh không cho em biết anh lại sợ một cái lắc đầu và một tiếng không đôi mình cùng mơ mong nói chuyện lòng dân chỉ gợi buồn cho người đây kẻ mấy hôm sau mới hay tính anh đi bộ đội em chạy xuống Long Xuyên rồi lên cho đất nhìn những cho tiếng quân chắc đó còn rơi rải rác mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm những bữa nhớ anh em giá đò đi chợ ghé thăm đỡ buồn nghe bác nói rằng tâm thứ nào cũng nhắc hồi thăm con ngồng có chồng ở đâu chưa đọc được thư em mừng muốn khóc và không biết chừng nào mình mới được gần nhau bên trong chưa đừng là con nước lớn em đã
đợi anh về khi giặt ở bờ sông. Nào về chạm ơi về thăm em, ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em ghé thăm đôi điều rằng anh nhớ. Rồi gặp anh ấy, anh bảo anh bây giờ làm thương chi, tánh hết hiền lành được đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chiếc ngoái trò trên tay ngừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Nhờ đi bộ đội năm thằng Tâm đã nên người, nếu nó chưa có nơi nào ra nghe khi nói về mẹ làm đám cưới cho con. Em chạy dội ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ cháy mai dưới lòng sông. Chờ mai đón anh đón người gái mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Bằng lòng em không còn sợ mắt anh. Cả nhà ơi, kết thúc video rồi cả nhà. Cả nhà hãy đăng ký kênh ủng hộ Thúy với nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nghe cả nhà.